đỡ một chút chứ. Các bạn thân mến, đây là cái hôm nay được ngày đẹp, bác chủ là đang bắt đầu cái lễ cất nóc cho một cái công trình nhà sàn bê tông. Đây, mọi thủ tục thì thầy cũng đã làm việc xong hết rồi. Mười phân rồi, quá rồi, rồi như thế bên kia đủ chưa? Bên kia đủ chưa? Thang cao che ạ. Rồi rồi, thế đủ rồi, ok rồi. Tí phải chống giữa lên nhá. Đấy, được giờ được ngày thì cố gắng lên. Cầm tay nó, cầm tay nó. Bùn đít nói, bùn đít nói. Đấy, cháu được ngày được giờ để đặt, nhưng mà lần đầu tiên trèo lên thì rất bơ ngỡ. Một tay cầm sát thế này. Thôi, bố nó đặt. To gì đâu, đấy. Đấy. Cứ bình tĩnh nhá. Ok. Vừa đây. Phi ơi. Nổ máy đây. Sao đấy không cho vào ấy, không cho vào. Dây cẩu đâu? Thả dây cẩu xuống đi. Không ấy được, phải cẩu vữa lên chứ. Cẩu, ở đây cháu chỉ cần ở đây cẩu thôi, cần gì phải lên. Lên đây với chú này. Lên đây. Không, lên đây với chú này. Đấy, ném dây cẩu xuống. Có mấy cái sợi dây cẩu. Không có dây cẩu à? Đây này. Dây cẩu này Huy. Đây dây cẩu này Huy. Đúng rồi, trong người ta làm lễ đã này. Xách xô đi đến đâu. Có bản lĩnh. Chúng ta uống được còn. Đấy, để anh ấy dạy một lần.
Các bác thân mến, vậy là sau chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ thôi, anh em với bao nhiêu là nỗ lực thì cuối cùng giờ này cũng đã hoàn thiện cái sàn cho một cái công trình nhà sàn bê tông 3 gian 2 trái, tổng diện tích mặt sàn đó là 190m2. Cứ gọi là cả cái chỗ cầu thang lên đây nữa là mặt tổng diện tích mặt sàn hiện tại các bác đang nhìn thấy là 200m2 nhé các bác nhé. Đấy, với trữ lượng khối lượng bê tông là gần 22 khối bê tông. Đấy thì chỉ có mất hơn 1 giờ đồng hồ thôi. Anh em đơn vị chính nhà sàn cùng phối kết hợp với lại đội bê tông đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bác chủ được giao. Đấy, đây là những cái công việc cuối cùng. Đấy, bây giờ là mời các bác lên phía trên nhà để sau này là xem lại cái thành quả nhá. Còn cái này nền bãi là còn phải tôn nữa, đâm ra là chưa xong xuôi ở đây đâu. Đấy, cầu thang lên phía trên nhà. Đấy. Ok, bác thợ đang dằn nốt những cái mặt còn lại cuối cùng. Nói chung là rất chi là ok rồi. Còn những cái này, chỗ này nó những cái chi tiết nó quá nhỏ, thế đâm ra là cái máy của bác là không làm được. Đấy, tuy là mệt thôi nhưng mà bác vẫn quay lại cười tí chào khán giả nhá. Ok, vậy là đã xong. Vừa rồi là bác chủ là định trải cái tấm ấy, thế nhưng mà do thứ nhất là mệt, cái thứ hai nữa là bây giờ cái lớp láng mặt này rồi ấy thì không thể chạy được nữa, chốc nữa độ khoảng tầm cỡ là 2 tiếng sau, bây giờ là khoảng tầm cỡ là 11 giờ, độ khoảng tầm cỡ 12 hoặc 1 giờ để cho nó se mặt đi. Thì các bác sẽ lên đậy cái lớp ni lông lên và các bác tưới cho em Chiến một lượt nữa để ngâm vào trong đó. Thế là từ đó là bê tông nó bốc hơi lên là gặp cái túi ni lông là nó sẽ ok, sẽ là không phải bảo dưỡng đều như kiểu là, nếu không các bác trong 2 giờ đầu tiên với mùa hè này các bác phải tưới lên, nếu không là với cái mác bê tông nó cao như này là rất hay dễ bị nứt chân chim. Thế nhưng mà cũng không vấn đề gì cả, dẫu sao thì bên phía bên trên này vẫn còn một lớp mái nữa đúng không, cho nên là rất là yên tâm nhá. Này các bác này, mẫu kiến trúc rất là đơn giản thôi, kèo chấm 7. Đấy, gian lòng này 4m8 gần là 5m, gian nách là 2m6. Đây các bạn có thể nhìn thấy là, và ok các bạn nha. Nếu anh em, bạn bè các bác có ai có nhu cầu hoặc là kết mẫu kiến trúc này thì có thể liên hệ trực tiếp với em Chiến thông qua số điện thoại ở góc trái màn hình nhá. Cái này là bác chủ bác ấy chỉ làm một trụ trống ở giữa, các bạn có thể thích làm hai trụ hay là ba, hai trụ như thế nào thì tùy. Đấy, mẫu này là mẫu kèo chống 7, nó cực kỳ là đơn giản thôi, mẫu kiến trúc. Đấy, hôm nay trống này quá ok luôn, không có một vấn đề gì xảy ra cả. Nói chung đến thời điểm này đó là tuyệt vời rồi. Em Chiến cũng xin phép là được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em nhé. Cảm ơn các bác vừa rồi đã bớt chút thời gian để theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, cả nhà thân mến, là sau khi đổ sàn xong thì bác chủ đây rất là đẹp trai rồi, bắt đầu tổ chức bữa cơm rất là, nói chung là hoành tráng, để chuyển tới toàn thể anh em thợ cũng như là anh em bạn bè giúp đỡ. Mời các bạn vào trong cái bữa ẩm thực ngày hôm nay. Đấy, bác chủ bác cái mổ cả con lợn này, đây có gà, có món nướng, có đầy đủ các món. Anh ấy chưa xong à? Anh ấy chưa xong à? Buộc. Anh đừng là bỏ cái xe đi. Anh đừng mà. Không rồi. Cứ bỏ cái xe móng rác là được. Ôi không được đâu. Rác móng phải rác buổi sáng, đừng rác chiều tối. Rác chiều tối nửa trời đêm vừa trông nó lại rác kéo móng ra đấy. Tại sao? Vừa trông nó kéo móng thì kéo dây ra đấy. Nửa đêm mới kéo ra đấy. Không rác buổi sáng chiều nào luôn thì không bị dâng. Rác buổi chiều rồi tối nằm ngủ ra được. Rồi, ok anh, vâng, anh cứ chuyển nhá. Rồi, chương trình nhá. Vâng, mời đi. Vâng, tí đũa khác đến sau. Vâng, mời anh nhá. Vâng. Cũng được cái ngày đẹp. Ok. Cái sàn, cái nóc. Cảm ơn sự vất vả của tất cả những anh em. Ok, cảm ơn anh nhá. Tạm đây. Vâng, hết đi. Có, từ. Mình kết nối với nhau được. Ok, bác chủ cảm ơn tình cảm tất cả các bạn. Vâng, cảm ơn anh. Tình cảm như chén bia đầy. Ai có bao nhiêu đây cũng vâng, cảm ơn anh. Rồi đấy, giới thiệu cả nhà nhá, đây là bác chủ nhá.
Đây, thuê bộ dàn loa âm thanh 20 mấy củ về để phục vụ đây này. Quá nhiều. Ok, cảm ơn anh. Chúc sức khỏe gia đình nhá. Giật giật cái cho nó khí thế. Sao lại đứng cái vòng thế này để đi ra. Đi ra. Các bác thân mến, nhưng mà 10 đồng tiền công không bằng 10 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Ừ đấy. Cảm ơn bác chủ hôm nay là bo cho anh em đơn vị chế nhà sàn sau khi đổ sàn xong nhá. Đấy. Đấy, bà chủ cười rất tươi nhưng mà không thấy bia đâu cả. Bia đây. Đây 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 đây. Bà chủ cầm bia. Bà chủ cầm bia đấy đấy. Bia đây. Đây 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 đây. Đây bia đây. Bà chủ cầm bia đấy nào. Cái này được không? Được. Rồi. Rồi rồi rồi. Của em đây. À đây, của anh ba. Có biết. Anh ba nào đưa ra. À rồi rồi. Làm được nhà nhưng mà không làm được, anh phải nhờ các bác xong. Về đây hôm nay cũng là được hoàn thành cái mái và cái nóc của cái mái. Thật sự là cảm ơn anh nhé, không cần nói hết, gì hơn. Hết nha, bà chủ ơi, đấy, bà chủ. Được, chúc các công sự luôn mạnh khỏe, đều còn tiếp bước xây nó cái... Rồi, cảm ơn, vâng, cảm ơn nhé, vâng. Ôi rồi, cảm ơn nhé. Chỗ này luôn à? Vâng, vâng.